đến vị tổ thứ 17 là tổ Tăng Già Nan Đề. Để đọc vị tổ này, chúng ta thấy có những cái đặc điểm như sau. Cái đặc điểm thứ nhất, ngài là một ông hoàng thái tử mà lại quyết chí tu. Đó là một cái đặc điểm mà hiện giờ nếu so sánh chắc tất cả chúng ta trong đây không có ai bì được hết. Có ai bì được không? Mình dân quèn thôi. Còn ngài là hoàng tử mà còn thích tu. Mà đã là hoàng tử thì cha, vua cha làm sao mà cho đi tu? Cho nên không cho, mẹ cũng không cho. Cái bài kệ ngài nói để xin cha mẹ, bài kệ thế này: cúi đầu lễ cha lành, nép mình lại mẹ hiền. Nay con muốn xuất gia, xin thương xót nhận cho. Nghĩa là tha thiết cầu xin cha mẹ cho được xuất gia. Rồi cha mẹ cố khuyên giải không cho, ngài phải nhịn ăn nài nỉ cho kỳ được, tức là nhịn đói. Nếu không cho tu thì nhịn đói tới chết thôi. Buộc lòng cha mẹ phải cho. Cha mẹ cho thì đó là cái sở nguyện của ngài được mãn. Nhưng mà cha mẹ cho với cái cố gắng hay là gắng gượng, chứ không có thích. Bởi vậy cho nên với điều kiện bắt ngài ở trong một cái cung, một cái nhà ở trong cung điện vua, chứ không cho đi xa. Và thỉnh một vị sa môn về ở đây dạy. Tuy được cho xuất gia nhưng phải ở một cái thất ở trong hoàng cung, rồi có thầy tới dạy, chứ không có cho đi lang thang. Thì như vậy, tuy rằng được xuất gia thì ngài cũng đã mãn bản nguyện rồi, nhưng mà bắt ở hoàng cung. Cho nên thời gian sau ngài được thọ giới tỳ kheo, tức là giới cụ túc đó, thì ngài mới tự thấy trời trong qua mây tạnh, thì ngài thấy một con đường, rồi ngài mới nghĩ mình là người tu xuất gia thọ giới cụ túc rồi mà cứ ở trong cái nhà riêng như thế này thì đâu có hợp đạo lý. Bởi vậy cho nên ngài mới đi tiến bước trên con đường mà ngài trông thấy. Thì theo con đường đó đi mãi tới một dãy núi. Tới núi thì ngài tìm một cái hang, vô đó ngồi thiền ở trong hang núi, mà được cái phước là vua cha tìm không ra. Thì từ đó thì ngài được tu luôn ở trên núi. Đó là cái đặc biệt. Bởi vậy nên bây giờ nhiều vị Phật tử nam cũng như Phật tử nữ mà lớn tuổi ham tu, xin tu, chúng tôi đặt câu hỏi tu rồi ở đâu, thì quý vị đã trả lời sao? Người thì nói các cái cốc riêng, người nói thì nhà có cái phòng riêng, vân vân. Thì như vậy đó thì hợp đạo lý hay không? Chắc chưa hợp, phải không? Như vậy thì xuất gia đó có phần nữa thôi. Phần nữa là được cạo tóc, được hình thức người xuất gia, chứ chưa có ra khỏi nhà. Thấy không? Xuất là ra, gia là nhà. Ra khỏi nhà mới gọi là xuất gia. Mình giờ xuất gia mà ở trong nhà. Thì như vậy thì cái hình thức là người xuất gia, cái nơi ăn chốn ở lại chưa phải là chùa, chưa phải là tinh xá, vân vân. Như vậy thì nó được có phần nữa thôi, chưa có vẹn toàn. Do đó mà chúng tôi hơi lưỡng lự, ít cho những vị lớn tuổi xuất gia ở tại nhà. Nhưng mà nhiều vị thì cũng thích, muốn được như vậy thì chúng tôi cũng tạm cho, chứ thực ra thì chưa có được trọn vẹn. Thì sau khi mà thái tử đi mất, tìm không được, thì nhà vua mới tức giận, vị sa môn Thiền Lợi Đa đuổi ra khỏi thành. Thì khi mà ngài Tăng Già Nan Đề, ngài vào ở trong núi ngồi thiền ngót 10 năm, ở trong núi 10 năm thì mới được thầy là La Hầu La Đa gặp và mới truyền tâm pháp cho ngài, hay là tâm ấn cho ngài. Thì sau khi được truyền tâm pháp rồi, tâm ấn rồi, thì từ đó ngài mới từ từ
đi giáo hóa. Bây giờ nói cái đoạn ngài đi giáo hóa đây. Khi mà ngài đi giáo hóa thì một hôm ngài bảo đồ chúng rằng: thầy ta La Hầu La Đa thường nói nước Ma Đề sẽ ra đời một vị thánh tên là Già Gia Xá Đa, nói ta truyền pháp. Nay ta và các ngươi sang nước ấy tìm, là tìm cái người kế thừa. Dẫn đội chúng đi, thì trong khi đi vẫn có một luồng gió mát, thì ngài mới nói với đội chúng: đây là đạo Đức Phong, 3000 dặm về phía tây ắt gặp thánh nhân. Thầy trò đi đến một hòn núi, nhìn lên đảnh có án mây năm sắc. Ngài bảo chúng: trên đảnh núi có mây tía như cái lọng, ắt là chỗ thánh nhân ở. Quý vị lâu lâu nhờ hàng xóm nhìn coi trên cái nóc nhà mình có án mây tía không nghe. Nếu có thì chừng đó thì sẽ có thánh nhân ở đó đó. Còn nếu mà toàn là mây đen không thì chắc không có thánh nhân rồi. Thì khi đến, lên đến đảnh, quả nhiên thấy một mái nhà tranh nằm bên cạnh núi. Một đứa bé cầm gương tròn đến trước bái ngài. Ngài hỏi: người bao nhiêu tuổi? Đứa bé thưa: 100 tuổi. Nói cái chuyện lạ lùng, đã là đứa bé mà xưng 100 tuổi. Thì ngài hỏi: ngươi còn bé mà sao 100 tuổi? Thì chú bé đáp: tôi chẳng hiểu sao, chính tôi 100 tuổi. Vậy ngài hỏi: ngươi có căn cơ lành chăng? Bây giờ gửi cái câu này, ông mới dẫn cái lời Phật: Phật đâu không nói kệ, nếu người sanh 100 tuổi không hội được cơ duyên Phật chư Phật, chẳng bằng sanh 1 ngày mà được hiểu rành rõ. Như vậy đó, cái chú bé sinh 100 tuổi là sinh với tư cách nào? Nghĩa là trong kệ Phật dạy, giả sử người sanh được 100 tuổi mà chưa gặp được cơ duyên Phật pháp, không bằng sanh 1 ngày mà gặp được cơ duyên Phật pháp. Đó, thì quý vị mới thấy người được cái duyên đối với Phật pháp, hiểu biết tu hành là một cơ duyên rất hiếm có. Cho nên dù 1 ngày mà được cái duyên Phật pháp hơn sống 100 tuổi mà không biết gì hết. Bởi ổng có 9-10 tuổi mà ổng hiểu được Phật pháp, cho nên ổng xin ổng 100 tuổi. 100 tuổi không phải 100 tuổi đời, mà đó là vì hiểu được Phật pháp cho nên tự xin mình 100 tuổi. Đó là cái điều mà chúng ta thấy người xưa quý ở cái đạo, chứ không phải quý cái sống dài, phải không? Nếu sống dài mà không biết đạo thì còn thua cái người sống rất ngắn mà thâm hiểu đạo. Đó là cái chỗ mà chúng tôi muốn nhắc cho tất cả quý vị hiểu. Bởi vì mọi người chúng ta cứ hiểu rằng sống nhiều tuổi là có phước, mà không ngờ nếu sống nhiều tuổi mà không biết đạo, không biết tu hành thì có phước hay vô phước? Thì kéo dài chỉ là tăng cái sự buồn khổ, tăng cái tội lỗi thôi, chứ không có phải lợi ích gì. Còn tuy mình còn trẻ, còn ít tuổi mà mình hiểu được Phật pháp, một ngày hiểu được Phật pháp là một ngày mình biết tránh tội lỗi, mình biết tạo duyên lành, thì đó là một ngày sống có giá trị. Còn nếu không biết thì cái tuổi thọ của mình tuy dài mà không có lợi ích gì hết. Đó là cái giá trị mà trong Phật pháp đặt ra, nó ở chỗ đó, chứ không phải nói nhiều tuổi. Vì vậy mới nói rằng nếu mà chỉ 1 ngày mà biết cơ duyên Phật pháp cũng bằng người sống 100 năm.